Hi, chào mấy bạn. Hôm nay mình chia sẻ về K-1 visa hả? Đó là K-1 visa khi các bạn đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ thì thời hạn của các bạn chỉ có trong vòng là 3 tháng thôi, thì là 90 ngày. Thì là bước tiếp theo các bạn phải làm gì khi mà có visa, khi đặt chân đến Mỹ? Thì mình có một thời gian ngắn thôi nên mình phải tranh thủ làm. Nên lúc đầu khi mà trường hợp của mình á, thì 2 tuần đầu là mình đi đây đi đó, đi chơi đồ ha, rồi sau đó mình mới đi làm kết hôn, rồi mình đăng ký này kia nọ. Nhưng mà mình muốn chia sẻ lại kinh nghiệm là các bạn nên làm cái bước nào là tốt nhất, mình đó là kinh nghiệm góp ý kiến của mình ha, tại vì mình đã đi qua rồi. Thì thứ nhất là các bạn phải làm thẻ an sinh xã hội, nó kêu là Social Security Number. Ok, là khi mà các bạn có được cái visa thì các bạn để ý là cái visa mình trên đó nó có cái name hả? Có đại loại là dạng là mình tên đầy đủ là Trương Thị Bích Sơn, nhưng mà khi mà visa nó cấp cho mình á, thì nó để là last name mình là họ Trương ha. Ok, cái phần đó là đúng. Còn given name á, nó lấy nguyên cái phần, nếu mà đúng là tính ra tên mình là Bích Sơn, là thường là người Mỹ là chỉ lấy giống như là tên Sơn thôi, nhưng mà mình đem cái tiếng điểm là Bích Sơn vô. Nhưng mà khi mà làm cái visa thì người ta đóng lên cho mình cái visa là mình không có để ý, mà khi mà mình làm giấy tờ rồi mình mới để ý. Nên mình muốn góp ý cho các bạn để ý ha, tại vì tên mình có 4 chữ nên nó để cái tên given name á, là Thị Bích Sơn đó. Nên khi mà mình làm giấy tờ, mình làm Social Security Number, thẻ an sinh xã hội, thì nó sẽ xuất phát từ cái tên visa của mình đi ra là tên sau là y vậy. Nên các bạn phải để ý cái phần này. Nhiều khi làm các bạn điền một cái này nhưng mà cái tên nó điền cái khác, bắt đầu qua đây cái thủ tục giấy tờ á, bắt đầu nó bắt nguồn từ cái visa của mình, tên tuổi mình ở trong đó. Nên các bạn để ý ha, Social Security Number. Rồi khi mà mình đi đăng ký cái đó trước, là mình lấy cái passport mình có visa, tại vì visa mình còn thời hạn thì mình được đến đó mình đăng ký, mình lấy cái đơn thì kêu ông xã của mấy bạn á, dẫn tới một cái văn phòng nào chuyên về làm đó, nó cũng ở gần nhà thôi. Nên cái mình kêu các bạn tranh thủ là làm cái thẻ an sinh xã hội này trước, để nó là cái thời hạn nó làm là trong vòng là 2 tuần, 2 tuần lận là nó mới gửi về nhà. Nhưng mà làm mình làm là 1 tuần để về đến nhà rồi, các bạn nhớ ha, tại vì để ý cái phần tên đó mình lại nó trùng khớp với lại cái visa của mình, nên mình đừng có sửa gì hết trơn á. Cái tên mình giờ qua đây mình không phải là Bích Sơn nữa, mà tên mình á, là cái chữ Thị, chữ lót nó lên là làm tên mình. Lúc đầu mình cũng thấy khó chịu lắm, mà giờ vậy làm sao, giờ vô giấy tờ rồi mình có khó chịu khó khăn gì cũng đã đi rồi. Nên mình nói cho các bạn để có kinh nghiệm ha, thì nó làm đúng như cái visa của mình á, đừng ghi tùm lum hết trơn. Nói chung là đáng lẽ tên mình nó là first name phải là Bích Sơn, giờ first name nó thành chữ Thị luôn rồi, nó lôi gan vậy rồi. Nên cũng không có sao, mình nói cho các bạn để hiểu thôi. Thì đó là cái làm cái Social Security Number ha, là các bạn nhớ để ý cái tên mình á, tại vì mình phải làm cái đó trước. Rồi xong rồi á, cái thứ hai mình phải làm đó là giấy kết hôn, giấy đăng ký kết hôn. Nên á, khi mà các bạn đã điền cái thông tin, cái số sổ Social Security tên tuổi mình y như vậy á, thì mình cũng phải điền cái giấy kết hôn là tên y như vậy. Cái trường hợp của mình là gặp là tại sao, tại vì mình đi làm giấy kết hôn trước, mình biết tiếng Anh, mình biết first name tên mình là Bích Sơn, middle name là Thị ha, rồi còn last name là Trương ha. Ok, mình điền y vậy luôn. Khi mà mình đi đăng ký kết hôn á, thì cái giấy tờ á, thì mình để chữ Bích Sơn Thị Trương, đó là ở bên trong cái giấy kết hôn của mình, đó là full name đi ha. Nhưng mà khi mà mình đi làm Social Security Number sau cái kết hôn, cái giấy của mình nó lại đổi thành Thị Bích Sơn Trương, nó giống y như trong cái visa của mình. Nên đó là một phần là cái mình của lỗi, nhưng mà nhiều khi người ta không để ý đâu, tại vì người ta không biết cái tên Việt mình là gì, đọc làm sao nó nhiều quá người ta cũng mệt, người ta không có quan trọng. Nhưng mà mình muốn dặn mấy bạn đó là làm từ đầu đến cuối, nó tên mình nó là ra như từ đầu đến cuối là nó trùng hợp với nhau ha.
Thì đó là kinh nghiệm của mình. Thì ban đầu là các bạn nên làm social security number trước, rồi đến khi đó là giấy kết hôn. Làm giấy kết hôn ha, thì nếu mà ông xã các bạn chịu tình hiểu á, thì sẽ biết làm như thế nào. Rồi sau đó nếu mà các bạn đi đăng ký thi bằng lái xe hay là lý thuyết lái xe, thực hành lái xe, thì cái phần đó mình sẽ nói sau ha. Rồi các bạn nộp đơn để xin thẻ xanh, đó là quan trọng nhất, tại vì mình chỉ có 3 tháng để ở Mỹ thôi. Thứ nhất là mình phải kết hôn và nộp đơn xin thẻ xanh trong thời hạn mà mình 3 tháng mình còn hiệu lực. Nếu mà các bạn mà làm để mà nó trì hoãn hay là lý do gì đó, mình phải tranh thủ làm càng sớm càng tốt. Nếu không đó, thì cái trường hợp của mình đó là cái thời hạn đó, giấy tờ ở bên sở di trú họ nhận rồi xong rồi họ trả đơn về cũng rất là lâu ha. Sau đây thì mình nói về một chút về cái phần khi mà các bạn nộp đơn cho Green Card ha, làm thẻ xanh á, thì nếu mà các bạn tìm hiểu thì ông xã các bạn sẽ biết điền tên gì thôi, như là đơn I-485 nè, rồi J-325A, rồi giấy khai sinh, giấy hộ khẩu của mình, rồi giấy đăng ký kết hôn, rồi I-693, cái 693 có đó là giấy chích ngừa màu vàng của mình ha. Còn cái đơn 864 là của ông xã mình, đó là về về khai thuế trong vòng 3 năm. Rồi xong rồi là tại vì á, khi mà mình nạp đơn á, tại mình nạp đơn là mình xin cái work permit luôn các bạn. Work permit nó cái form nó là I-765. Tại vì mình muốn đi làm trước, nếu mà đợi thẻ xanh về mình không biết bao lâu, mà đa phần nó là từ 6 tháng đến gần 1 năm, mình không thể ở nhà mà mình chờ hoài. Nên mình đã làm cái form là I-765 là trường hợp là mình xin đi làm. Nếu mà các bạn nào chịu tìm hiểu thì cũng biết. Còn cái travel document gì đó mình không có làm, hình như là 131 hay gì mình không làm, nên mình không có để ý phần này. Thì mình muốn nói với các bạn là lệ phí là nó hơn 1.225 đô, 1.225 đô đó là lệ phí cho cái phần thẻ xanh của mình. Rồi để mình nói gì nữa, các bạn nó có phần I-94 thì mình không quan trọng lắm, tại vì mình khi mà mình làm là mình đã qua I-94. Các bạn có thể lấy xuống khi mà các bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ, nó đưa cho bạn cái phiếu đó, là điền tên tuổi rồi ngày tháng năm sinh, rồi nói chung là tất tần tật của mình ở trên cái form I-94 đó. Khi mình hóa cảnh vô Hoa Kỳ là trên máy bay á, là người ta phát cho mình ghi xong rồi mình nộp lại cho khi mình đi qua cửa khẩu hải quan, là mình nộp lại đó là I-94. Nhưng mà nó sẽ có trong vòng thời hạn là 1 tuần các bạn có thể đao xuống, nếu không là cái I-94 nó không còn nữa. Nhưng mà cái phần của mình á, kinh nghiệm của mình là khi mà nạp thẻ xanh á, thì mình không có quan trọng phần I-94, nên mình không có lấy cái phần đó xuống, mà cũng trễ để mà lấy rồi, tại vì gần cả tháng mình mới nạp nạp thẻ xanh lận. Rồi cái phần để mình nói các bạn, cái phần quan trọng đó là các bạn nên kêu ông xã giữ lại cái I-797. Có nghĩa là khi mà ông xã mở hồ sơ bên Mỹ, giấy tờ được được sở di trú chấp nhận approve rồi, người ta gửi cho I-797. Các bạn kêu ông xã nhớ giữ lại nha, để khi sau qua Mỹ là sẽ làm hồ sơ cho thẻ xanh Green Card, người ta cần cái giấy tờ đó, nên các bạn nhớ kêu ông xã giữ lại để khi mà cần mình có để làm thủ tục hồ sơ. Ok, thì mình chia sẻ là cái thẻ xanh của mình á, là mình nộp đơn á, là ông xã giấy tờ chuẩn bị hết, mình với ông xã chuẩn bị, là ông xã thì cũng tìm hiểu là biết là mình cần cái giấy gì, form gì, nên ông xã biết điền cái hết. Rồi mình đọc kỹ lại coi cái nào mình thiếu sót hay là mình điền đầy đủ thông tin gì đó, các bạn coi kỹ lại. Xong là mình là nộp giấy tờ từ ngày 15 tháng 5, mà đến ngày 1 tháng 6 mình mới nhận thông báo là bên sở di trú chấp nhận cái hồ sơ của mình, và ông xã mình gửi cái check đó là 1.225 đô, là người ta chấp nhận, người ta gửi cái giấy thông báo về cho mình là người ta đã đồng ý cái đơn của mình, để người ta đã nhận tiền từ ông xã của mình để làm cái hồ sơ thẻ xanh cho mình. Rồi sau đó một vài ngày, mình có nghĩ là 1 tuần sau á, là người ta gửi cho mình cái thư nữa là các bạn phải, mình không có đi phỏng vấn nha. Nói thẻ xanh là cần phỏng vấn, mình không đi phỏng vấn, thì chỉ cần gửi cho mình cái đơn đó, các bạn cầm đi lại cái văn phòng của USSI gì đó, ha, thì nó để địa chỉ đó. Thì mình nói cái trường hợp của mình là
là gửi cái thư về đó cho mình, là đưa cho mình cuộc hẹn. Cái cuộc hẹn nó đúng vào ngày hết hạn visa của mình luôn, là mình phải đến đó, là người ta dặn mấy giờ mình phải đến, nếu mà mình không đến là giấy tờ mình sẽ bị cancel ha, là không không chấp nhận nữa. Người ta chỉ cần đến và người ta in tay mình coi á, mình có phải là phạm tội gì không. Thật sự đó là in để cái trường hợp thôi, phạm tội ở bên Việt Nam mình không bao giờ mình lấy visa được rồi. Đó là hình thức tiếp theo để làm thẻ xanh thôi, thì mình chỉ đến đó mình lăn tay mình lấy cái giấy hẹn mà sở di trú gửi về cho mình đó, mình cầm theo rồi mình điền thông tin rồi mình vô mình bóc số. Đó là kinh nghiệm của mình ha, mình đi đến đó nó cũng cũng nhanh thôi. Rồi mà thật sự là mình gửi hình trong trong cái bộ hồ sơ nhưng mà không cần hình, mình đi đến đó cái văn phòng đó, cái ngày mà người ta hẹn đến đến văn phòng để lấy dấu găng tay, người ta chụp hình cho mình luôn đó. Các bạn hiểu không, là người ta chụp hình cho đến giờ người ta hẹn, tới khi nào mà người ta làm xong thì người ta sẽ đưa về thôi, nhưng mà mình cũng không biết là khi nào nữa, tại vì từ ngày 20 tháng 6 thì hôm nay đó đã là 10 rồi hả, mình không nhớ 10 rồi đó, là gần 20 ngày rồi mà mình chưa có ý có tin tức về. Giờ mình chỉ mong, mình biết là cái thẻ xanh nó cũng phải 6 tháng tới gần 1 năm mới có nhiều người 6 tháng 10 tháng 7 8 tháng gì, nó nói chung là trong thời gian đó cũng rất là dài, nhưng mà mình giờ mình chỉ mong cái work permit để mình có thể đi apply xin những cái công việc mà đơn giản nhẹ nhàng để mình làm trước thôi, tại vì ở nhà hoài mình quá buồn rồi, mình không thích ở nhà nữa, với lại mình thích đi ra ngoài tiếp xúc với người này người kia. Thì lúc đầu mình đã qua bên đây là giờ là tính ra là 3 tháng 2 tuần rồi hả, 3 tháng 2 tuần rồi. Mình cũng ban đầu mình thích chơi nhiều, mình giờ mình thích đi làm thôi, ở nhà hoài buồn quá, ông xã đi làm mà mình ở nhà mình không có chuyện gì để làm hết nên mình buồn lắm. Mình thích đi làm sớm càng tốt, cái thứ nhất là mình nâng cao trình độ tiếng Anh, có thể là mình hiểu biết thêm một chút nữa, mình ở nhà mình chán lắm. Thì bây giờ thì nếu mà mình đi làm á, mình phải thi bằng lái nữa. Thì khi mà các bạn muốn thi bằng lái thì các bạn phải nộp đơn xin thi bằng lái, thi lý thuyết và thực hành nữa ha. Thì cái video này mình chia sẻ về cái phần các bạn, các bước tiếp theo các bạn phải làm gì khi mà các bạn có trong vòng 3 tháng ở đây thôi. Thì cái phần mà thi thi lái xe, nộp đơn thi lái xe, thi lý thuyết, thi thực hành, mình giờ mình chỉ đậu lý thuyết thôi, thực hành thì mình chưa. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm về thi lý thuyết ở ở bên Mỹ như thế nào và giấy tờ nó cần là như thế nào. Thì hiện tại thì mình ở Maryland nha, tại vì Mỹ nó tới 50 tiểu bang nữa, mình không biết là các bạn ở đâu, nhưng mà nếu mà các bạn nào mà may mắn mà trùng hợp với tiểu bang mình đó, thì nó có quá nhiều trường hợp giống nhau rồi, mình sẽ chia sẻ nên nó giống nhau hơn. Còn những cái phần mà những tiểu bang khác thì mình nghĩ khác thì khác một chút thôi, không có nhiều. Thì mình nói trước cho các bạn chuẩn bị kinh nghiệm để qua đây mình phải biết làm gì cho cái bước tiếp theo ha. Ok, đây là những lời chia sẻ của mình, kinh nghiệm thật của mình. Thì các bạn nếu mà các bạn có vấn đề nào mà không biết hỏi thì cứ comment cho mình ha. Để lại là nhắn cho mình đi, thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Thì mình mong giúp được cho các bạn, thì theo những cái kinh nghiệm mình đã trải qua thì ok ha. Bye bye các bạn, khi nào thì có cái vấn đề nào thì mình sẽ chia sẻ tiếp, trong thời gian mình còn ở đây mình đi trước mình chỉ chia sẻ lại. Ok, bye bye.